Rồi siêu phẩm về tới nha anh chị ơi. À, hôm nay Ngọt sẽ lên sóng cho anh chị coi một cái xe quay Thái 110 MTE đúng đời thắng đĩa nha. Con này là chùm cuối nha anh chị. Thì tại sao Ngọt nói là chùm cuối? Tại vì cái xe này là đăng ký lần đầu năm 2002 á, số máy là 3 con 0 đầu á, là cái dòng mà quay Thái 110 á mà được nhập hải quan chính ngạch về Việt Nam á, cái dòng cuối cùng luôn á anh chị. Đó là 202 ha. 202 là cái đèn nó sẽ là đèn màu trắng nha, chứ không phải là hai đèn rời nữa nha, như của thằng 99 2000 ha. Rồi thì cái xe này á, là được dọn full new toàn bộ từ trong ra ngoài ha, dọn rất là tâm huyết nha, đồ chính hãng Honda Thái Lan kết hợp một số đồ tồn kho nữa nha anh chị. Rồi thì bây giờ Ngọc sẽ quay tổng quan một vòng ha, anh chị nhớ coi hết cái clip đi. Thì mình sẽ báo cái giá rất là dễ thương, dễ chơi, dễ mua cho anh chị ha. Cái xe này biển số đẹp nè, chính chủ luôn ha, một đời chủ nha anh chị, chính chủ cà vạt một đời chủ. Rồi sang tên ký giấy một nốt nhạc nha. Rồi bây giờ Ngọt sẽ quay tổng quan một vòng, rồi thì bây giờ Ngọt sẽ vô chi tiết từng phần nha anh chị. Rồi bây giờ Ngọt sẽ vô chi tiết từng phần ha. Bây giờ đầu tiên là vô cái mặt đồng hồ đi. Thì cái xe này á là trước đó chủ xe được dọn từ một cái xe xác xe đẹp nha anh chị, xác xe đẹp dọn lên nha, chứ không phải là mua xe nát về dọn ha. Anh chị nhìn coi cái mặt đồng hồ nè, đó đồng hồ zin theo xe nha, cái đồng hồ này zin theo xe giữ lại nha, mà còn đẹp tới cỡ này mà anh chị. Đó kim này nọ mặt đồng hồ mà còn đẹp tới cỡ này ha. Cùm công tắc này là thay mới nha anh chị, bao tay chúng đúng chính hãng của Thái Lan nè, nó nắm nó rất là mềm mà bóp nó rất là sướng ha. Gù này nọ thay mới ha. Nói chung xe này á, dọn thay mới rất là nhiều đồ chính hãng Honda Thái Lan nha anh chị, kết hợp với đồ tồn kho ha. Rồi hồi nãy Ngọc cũng có nói rồi ha, thì cái đèn này là cái đèn của thằng quay Thái mà đời 2002 ha, chứ không phải là 99 2000 của mình. Là nó sẽ có hai cái xi nhan ở đây, là hai xi nhan vàng anh chị ha. Đó rồi mình quay tới phần bên đây ha, dọn là dọn full mới từng con ốc luôn anh chị, vỏ ruột là thay mới từng chi tiết, từng tiểu tiết, kỹ từng chi tiết luôn nha. Cái xe này chủ xe rất là tâm huyết nha, em thì cũng may mắn mua được cái xe này đó anh chị, cũng theo là khá là lâu một thời gian rồi đó mình mới mua được ha. Rồi cái niền này là cái niền Siam Gold C đúng zin của Thái ha, là anh chị coi ha. Đó cái này không phải là bị rỗ ha, cái niền này là niền Siam Gold C CM nha anh chị, đặc biệt nước CM nha. Đó dọn theo đúng phong cách, về phong cách mà 202 tới 204 là cái này là phải CM chứ không phải xi bóng nha. Rồi qua bên đây nè, anh chị thấy đĩa không? Đĩa là đĩa đập hộp luôn, là đĩa mới nè anh chị. Đó cái đĩa này không, hôm nay là một bộn tiền luôn á. Đó cốc chấm bi xé bịch luôn nè, anh chị thấy từng con ốc xé bịch không? Ốc Thái mà nó lên ra ngoài nắng á, nó ánh cái ánh mà vàng vàng lên đẹp ghê không anh chị? Đó đây nè, Ngọt lắc qua lắc lại cho anh chị coi ha. Đó nó ra ngoài nắng nó sẽ ánh 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 lên cái ánh mà vừa vàng mà vừa tím mà vừa xanh á, đúng là con ốc của Thái á. Rồi heo dầu này, heo dầu zin nè anh chị, có cái dòng số 8 nè đó, heo dầu zin của quay Thái MT heo dầu này ha, tem tồn này kết hợp với cái lường này, lường tồn ha, thì nó mới có được cái miếng tem giữa ở đây nè anh chị. Đó chứ không phải là dán đè lên ha, cái này là cái miếng lường đúng là của quay Thái 110 mình nè anh chị. Đó rồi qua tới bên đây ha. Đó anh chị thấy ông dọn là dọn từng con ốc xé bịch luôn, ốc số 8, ốc giò đạp này nọ nè. Đó đó anh chị thấy cần thắng cần số không, xé bịch luôn nha anh chị mới tin. Rồi đó từng con ốc nè, em cho anh chị coi nè, đó ở trong là anh chị thấy không, đó là kỹ từng chi tiết tiểu tiết luôn á, thậm chí mà cái cốt giò đạp này vẫn là xài đồ niêu luôn anh chị ha. Rồi Ngọt qua tới phần dưới đây ha. Phột này là phột quay Thái đúng đời 204 luôn nha anh chị. Đời 204 là nó xài cây phột mà cái ống sắt nè, mà cái lò xo màu trắng này nha. Anh em nào mà không có rành á thì cứ lên mạng tìm hiểu, mà trong cái catalog á, của bên Thái á, nó có hình tư liệu á, anh em cứ coi tham khảo là biết ha. Cái này là Ngọt nói là có sách vở đàng hoàng nha, chứ không phải là mình bịa ra mình nói nha. Rồi anh chị thấy từng con ốc không, nước si không, trời nước si kinh khủng không anh chị. À, này nè đây nè, đó góc độ này, ở cái góc độ này mình mới thấy được cái con ốc, cái nước si của nó nè anh chị. Đó
ốc tán này nọ là xanh rì mới tinh luôn nha. Rồi nè, cái này là anh chị đồ niêu hãng luôn ha. Đó còn rít luôn á, nghe rít rít đó, anh chị thấy nghe tiếng rít rít không đó. Cái gác chân này là gác chân là đập hộp luôn nha anh chị, gác chân dài ha, đời này đi gác chân dài ha. Rồi kết hợp với tem tồn ngay đây nè, made in Thái Lan nha anh chị. Đó bô này bô 2543 đúng của Thái, hàng đập hộp luôn nha. Cái đời này cái bô này nó sẽ không có cái miếng che dĩ bô nha. Rồi đó anh chị thấy không, để em quay từ từ cho anh chị coi ha. Đó đồ bô này mới tinh nè, để xe người ta dọn xong người ta đâu chạy đâu anh em. Đó người ta cũng cất ở trong nhà không, dọn xong rồi để ngắm thôi chứ đâu có chạy đâu. Rồi chỉ vậy thôi là sơ lược hết mất phần bên đây của cái xe rồi, thì anh chị đợi em một chút xíu ha, em sẽ quay cái xe qua cái mặt bên kia cho anh chị coi ha. Rồi ở bên mình quay cái đầu lòng mình sang coi cho anh chị coi luôn nha. Rồi cái này nó nhỏ quá anh chị ơi, anh chị chịu khó coi giùm em ha. Đó anh chị thấy không, đầu lòng là đầu lòng TH ha, còn bình xăng con này bình xăng con của Phu chờ neo 125 ha, đi rất là ngọt xe, nhẹ xe nha. Rồi thì nói tới cái đầu lòng TH này anh chị, nó sẽ nếu mà anh em nào chuyên sâu vào quay Thái thì theo mình biết nha, theo mình biết cái đầu lòng TH này á nó sẽ có giá trị hơn mà được nhiều anh em chơi xe săn đón hơn là cái đầu lòng ET ha. Em cũng không hiểu sao nữa, thì cái đó thì em nghe nói vậy thôi, thì tại vì cái đầu lòng TH đó, nó ngon hơn đầu lòng ET. Rồi ok thì em quay cái xe qua bên kia cho anh chị coi nha. Rồi bây giờ Ngọc quay qua tới bên đây ha anh chị ha. Rồi quay qua tới bên đây mình cũng vô chi tiết cây phục trước nè. Anh chị thấy từng con tán không, từng con tán không, đó con tán mà xiết không thấy dấu luôn anh chị. Đây là em cho anh chị coi cái độ đỡ màu của con ốc nè, ốc Thái nè. Đó anh chị thấy không, nó ra nó ánh hồng hồng xanh xanh đó, đẹp lắm. Rồi ở đây là cái phuộc KET luôn ha, KET là đúng của xe quay Thái 110 mà thắng đĩa của mình ha, là mã phuộc KET nha anh chị. Rồi máy móc thì dọn full mới sạch sẽ hết nha anh chị. Đó dọn full từ trong ra ngoài, từ cục máy cho tới dàn ngoài ha. Đây nè em sẽ lăn lê bò lết em cho anh chị coi dưới cái gầm máy cái cổ bô ha, cho anh chị biết được là người ta dọn xe xong người ta cũng không có đi luôn á anh chị. Đó anh chị thấy không, cái bát mà mấy cái bát mấy cái ốc tán này nọ mà nó chưa xuống màu luôn á, nó còn cái ánh xanh lè luôn á, ốc mới anh chị. Đó cổ bô nè chưa có bị sét luôn á, là anh chị biết là cái xe này người ta đâu có đi đâu, người ta dựng trong nhà không à. Đó bây giờ em phải gần như là nằm xuống luôn cái xe để em quay chi tiết cho anh chị coi ha, thật sự là em buôn bán rất là rõ ràng luôn rồi đó. Rồi ok nha anh chị thấy không, đó bây giờ đó hiện ra rõ cái màu ốc của ốc Thái đó, đẹp ghê không anh chị, nó hồng hồng mà nó xanh xanh đó. Cái những cái đồ sơn màu đen này là được chủ xe sơn tĩnh điện luôn nha. Rồi cái này là cũng thay mới xé bịch nha anh chị. Đó em thật sự là một khi mà em đã quay một cái xe em bán, thật sự là em quay rất là chi tiết, rất là rõ ràng luôn á, từng con ốc từng góc cạnh luôn á, mình muốn bán rất là rõ ràng ha. Đó cho nên anh em tin tưởng thì ủng hộ em ha. Rồi em cảm ơn anh em nha. Đây nè bây giờ em sẽ quay xuống cái số máy cho anh chị coi này, MTE nè. Đó anh chị coi ha, đúng xe quay Thái 110 MTE nè anh chị thấy không, ba con không đầu là đời cuối anh chị ha, đời 202 đời cuối nha. Rồi rồi anh chị em cho anh chị coi cái tem này nè, cái tem này bây giờ anh chị kiếm đâu ra nữa, cái tem này thực sự cái cặp tem cặp te này hôm nay là hơi bị khó kiếm á. Rồi qua bên đây nè, thật sự là cái nước xi si của cái màu ốc Thái nó rất là đẹp, từ cái ốc số 10 ốc cặp te là zin hết ha anh em ha. Đó cái này dính dơ hồi nãy mình chưa có rửa nè, đó anh chị thấy không, dính dơ nè. Đó rồi thật sự là chủ xe dọn cái xe này quá tâm huyết luôn đó các bạn. Rồi thì mình nói luôn cái bộ tem này là tem tồn ha, tem tồn của đời quay Thái 124 ha, tem này gọi là tem nấc thang ha anh chị ha.
Đó, nếu mà mình thật sự đó là mình thấy cái tem này nó đi cái màu này với phong cách này nó rất là ngầu, rất là hợp ha. Nói chung là chủ xe rất là biết cách chơi, biết cách phối màu á anh chị. Đó, thì nếu mà mình không thích cái bộ tem này, mình có thể là mình mua về, mình tháo ra, mình dán bộ tem cũng 110 vô. Thì cái đó nó khoảng 30 phút mà anh chị, nó không có bao nhiêu thời gian hết á. Đó, thì em mua em thấy cái tem này rất là hợp với cái xe ha. Đặc biệt là tem này tem tồn ha, cho nên em muốn giữ lại nha. Em để về em bán luôn anh chị ha. Đó, anh chị thấy những cái tem tồn của nó không? Đó, tem chính hãng Honda Thái Lan đó, nó nét cực kỳ nét luôn á. Đó. Cái tem này á, hôm nay mà anh chị mà đi kiếm ở ngoài mà đúng tem Honda chính hãng Thái Lan á, mà cái đề tem nấc thang này á, hôm nay là kiếm đỏ con mắt luôn nha anh chị. Đó, S quay S đó, 100 á. Hôm nay là kiếm đỏ con mắt luôn á. Bởi vậy, mình chơi xe là mình phải hiểu. Mình phải biết cái khó khăn của cái người mà chủ trước người ta dọn như thế nào. Mình biết trân trọng được cái xe của người ta ha anh chị ha. Rồi, anh chị đợi em một chút xíu ha, em mở cái yên lên cho anh chị coi luôn nha. Rồi, cái yên này là cái yên zin theo xe luôn ha. Yên zin theo xe luôn ha. Đó. Yên này em zin theo xe luôn ha. Đặc biệt nha, cái xe này chủ xe dọn từ trong ra ngoài hết luôn. Nhưng mà giữ lại có một cái chi tiết thôi mà người ta không có thay ha, không có sơn ha. Anh chị biết cái gì không? Cái thùng xăng nè anh chị, cái thùng xăng lớn nè. Em có hỏi chủ xe là tại sao anh dọn hết nguyên cái xe mà anh lại không có sơn cái thùng xăng lớn, thì anh nói đó là anh muốn để vậy để cho người ta biết á, là cái xe, cái xác xe mà cái chất xe đầu tiên của anh mua á là cái xe cọp nó cỡ nào. Thì anh chị nhìn cái thùng xăng lớn mà nó còn đẹp tới như vậy, nước sơn zin nha, cái thùng xăng lớn này nước sơn zin nha anh chị. Đó mà còn đẹp cỡ này mà, thì cái xác xe này đâu phải là xác xe xấu để dọn lên đâu anh chị. Đó, anh chị nhìn từng cái bát yên ha, cái này là nước gam zin của từng cái bát yên ha, còn mấy cái dấu chấm sơn này chấm sơn sau này lại rồi nha. Rồi thì đó, người ta dọn được một cái xe như vậy mấy chục triệu mà cái thùng xăng là nghĩa lý gì đâu, nhưng mà người ta vẫn muốn giữ lại ha anh em. Rồi, cái cản này là thằng quay thái mà đời cao nó sẽ đi cản chấm bi ha, cái cản chấm bi ha. Anh em đừng có nghĩ là cái cản mà giống của quay ZX nha, không phải nha. Cái quay thái anh em bóp vô nó mềm lắm, chứ không phải như quay ZX. Quay ZX nó cứng lắm nè, quay thái mà đề cao á anh em bóp vô nó mềm lắm, mà nó có cái chấm bi ngay đây nè. Đó, rồi trước khi Ngọt vô chi tiết Ngọt nổ máy á, thì Ngọt sẽ báo với anh em về cái phần chi tiết máy của cái xe này ha. Cái xe này là được dọn full toàn bộ máy móc, là cục máy là làm full từ trong ra ngoài nha. Đặc biệt nha, đầu lòng standard nha anh chị, tức nghĩa là đầu lòng này vẫn là cost không ha, nồi zin theo xe chưa tán lại nha. Rồi, cái cục máy này, riêng cục máy này đặc biệt cực kỳ phê, chạy cực kỳ phê, cục máy sát thủ ha. Bây giờ em sẽ nổ máy cho anh chị nghe cục máy nè. Rồi bây giờ Ngọt sẽ nổ máy ha. Đầu tiên là mình coi là báo mo lên ha, thử xi nhan nè. Đó, xi nhan hai bên là lên ha anh chị ha. Rồi, càng càng lên luôn. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy, em không bấm đề nè, cục máy rất là nhạy nổ nha, cục máy sát thủ thiệt á. Thật sự là em đứng ở đây là khoảng một bước chân thôi, không tới hai bước chân đâu, hứa với anh chị luôn, không nghe được tiếng máy nó nổ. Xe này đang đi đầu lòng standard mà có không mà, rất là êm nha, cục máy rất ngon. Bây giờ em sẽ cho anh chị nghe cái tiếng bô của cái xe nè, bô 2543 nè, nổ giòn mà thanh cỡ nào nè. Thật sự em nghe cái bô này nó còn ghiền hơn cái bô mà 1985 mà theo xe nữa các bạn. Nó thanh mà nó thanh như thế nào á, mình cũng không có tả được cái cảm giác của nó nữa. Mà găng ti mà anh chị nghe tiếng bô mà găng ti nó nhịp từng tiếng luôn. Đó, găng ti là nghe tiếng bô thì thầm từng tiếng luôn. Em cho anh chị coi nghe cục máy nè. Cục máy là không nghe được cục máy luôn á anh em. Thật sự là cái xe này anh em đi mua về đi, phải nói là cục máy là không có điểm nào mà để chơi được cục máy hết á. Rồi, ok, thì bây giờ em nẹt bô xong rồi em sẽ tắt ha.
tắt cục máy xong mình review tiếp ha. Máy nhẹ cực kỳ luôn anh em. Rồi bây giờ tới cái phần quan trọng là cái phần báo giá nè anh chị. Em nhắc lại ha, cái xe này là cái xe quay thái, đúng quay thái 110 đời thắng đĩa ha, là MTE ha, mà số máy của nó là đời cuối là 300 đầu ha. Xe biển số thành phố, bốn số đẹp nha. Cái biển số này mình dịch ra là cũ tài xinh xinh ha, bốn số rất là đẹp ha. Anh chị muốn sang tên giữ biển cũng được nha. Cái xe này là Ngọt đang đứng ủy quyền lần 2, cho nên bây giờ em bán, em sẽ ký mua bán về anh chị ha. Rồi thì hôm nay Ngọt bán cái xe này với giá là 43 triệu, chỉ có 43 triệu thôi nha anh em. Thay vì anh chị mua cái xác xe về anh chị dọn lại, vừa mất thời gian vừa mất tiền bạc của anh chị nữa, mà chưa chắc gì 20 triệu em bảo đảm luôn, hôm nay phụ tùng quay thái rất là mắc, chưa chắc gì 20 triệu anh chị dọn được cái xe như em đâu ha. Cái này là chủ người ta dọn chứ không phải em dọn ha. Nếu mà em dọn kiểu này em bán cho anh chị giá này là em lỗ, em bán nhà luôn á, em dẹp tiệm sớm luôn á anh chị. Rồi thì hôm nay Ngọc bán cái xe này với giá là 43 triệu thôi, chỉ có 43 triệu thôi nha. Đó thì đồng tiền nó sẽ đi đôi với chất lượng ha. Rồi cái xe này á, nếu mà so sánh với cái xe mà hôm bữa là Ngọt bán, Ngọt có bán cái xe quay thái 110 mà dọn full, mà gần như full hết đồ tồn kho đó, thì em bán tới 75 triệu lận. Nhưng mà hôm nay em bán cái xe này với giá có 43 triệu thôi, thì gần như là có phần nửa xe kia thôi các bạn. Nhưng mà cái chất lượng nó không khác gì xe kia hết. Rồi ok, thì cái này á, là chủ xe người ta dọn lại rồi, cho nên mình rất tiết kiệm được một khoản chi phí ha. Mà chủ xe người ta dọn là người ta cũng đâu có đi đâu các bạn. Các bạn thấy không, vỏ xe này nọ, vỏ ruột còn mới tinh nè, ta đâu có đi đâu. Mọi thứ ốc tán là chưa có dấu, có dấu mở ra luôn á. Cho nên mình mua được cái xe này rất là may mắn ha. Rồi anh chị có mua thì liên hệ cho em ha, số điện thoại là 0393399939 nha. Rồi anh chị có coi cái kênh của em, yêu mến em á, thì cho em xin một cái nút đăng ký kênh ha, với một cái like, một cái share nha anh chị. Rồi em cảm ơn anh chị nhiều nha.